nhà nha. Hôm nay mình ráp cái cổng này ở ngay chỗ ấp 3 xã An Phước, nhưng mà ngay chỗ Dầu Ba đó, ngay chỗ miễu Dầu Ba đó cả nhà. Chắc trong Facebook của mình thì sẽ có Facebook với Zalo sẽ có rất là nhiều người quen ở Long Thành, Đồng Nai, sẽ đi đám cưới ở nhà chú Út Vinh đó. Thì nhà chú Út Vinh thì cũng mối của mình, với lại người cũng bà con chòm xóm á, nên thì đợt trước mình có làm một cái cổng rồi, hôm nay cũng lâu lắm rồi, cũng chắc cũng khoảng là 7-8 năm rồi đó. Mình nhắm khoảng như vậy. Thì hôm nay thì chú Út kêu mình làm một cái nữa thì cũng không có ra mẫu, thì chú nói thì con cứ làm sao đẹp là được, cũng trung bình thôi nha con. Thì mình làm cái mẫu này là cũng khá lớn chứ chưa lớn nữa, cũng còn hai cái mẫu lớn hơn, nhưng cũng còn ba mẫu nhỏ hơn nữa, mẫu mười mấy triệu đó. Còn cái mẫu này cũng khá lớn. Thì cái mẫu này nó có hai cái bông xây hai bên, còn có mẫu thì năm cái bông đó. Rồi cái mẫu nói chung mình cũng có nhiều mẫu lắm, tùy theo cái diện tích của nhà của mình lớn hay nhỏ, cái cổng đó, để mình bố trí làm sao cho nó được hài hòa hợp lý nha cả nhà. Nên thì mình cũng có ra rất là nhiều mẫu, với lại làm theo yêu cầu á, nhà cứ yêu cầu mẫu nào đó là mình làm mẫu đó nha. Hiện giờ cơ sở của mình thì tại ngay ngã tư Lộc An á, gần cái nhà nghỉ Thanh Tâm nè đó. Thì mình có đào tạo học viên về làm cổng cưới đó, là mỗi khóa học đó là 10 triệu nha cả nhà. Đào tạo làm mâm quả gia tiên đó, hay là mâm quả cứ hỏi đó, thì mình cũng có đào tạo khóa đó nữa, là hai khóa, với một khóa là cắm hoa tươi mở shop á. Thì hiện giờ thì cũng có người giới thiệu là cũng có ba bạn đang chuẩn bị học, nhưng mà mình định chắc có thể đầu tháng 12 mình mới mở cái khóa ra để dạy cắm hoa tươi nha cả nhà. Tại vì mình đi Ấn Độ về á, xong rồi có thể mình mới dạy quá. Còn không biết sao, nếu mà học viên mà cần học gấp thì có thể mình sắp xếp thêm. Chứ hiện giờ mình đang bận làm sườn á, làm thêm mấy cái mẫu mới nữa. Thì cả nhà, mình cảm ơn cả nhà cũng ủng hộ suốt thời gian qua nha. Thì tuần này mình làm mẫu này là mẫu thứ tư trong tuần nha cả nhà. Mấy ba bốn bữa nữa mình làm hai ngày mà ba mẫu cổng nha cả nhà. Thì lịch của mình thì nói chung có bị trùng, có hai mẫu trong một ngày thôi, còn mấy ngày kia thì nó cũng xa thì nó cũng đỡ, cách ngày mình làm nó thoải mái hơn. Hiện giờ thì lịch thì đặt tới 30 tháng 4 luôn rồi nha cả nhà. Đó.